vào khu vực Lotte để mà mình mua thịt về mình làm món thịt nướng cho đứa cháu của mình. Và sau khi đi siêu thị về xong, Nga mới chuẩn bị cái khâu mà ướp thịt cho cái đứa cháu. Vì hồi Tết đến giờ nó cứ nhắc hoài là làm cho nó món thịt nướng nhưng mà chưa có thời gian. Và sẵn hôm nay khi mà làm thịt thì Nga sẽ ghi lại cái quá trình ướp thịt để làm món thịt nướng này. Và thật sự ra cái món thịt nướng này chẳng qua là Nga học được từ một cái người chị trong cái dịp mà tình cờ nướng cho số lượng rất nhiều người ăn, và Nga đã học được. Và thành phần nguyên liệu đầu tiên Nga cũng nói là cái món thịt nướng này là Nga nước ướp thịt ba rọi. Nhưng cái loại thịt ba rọi nếu như mình mua ở trong ở ngoài chợ thì người ta nguyên một tảng và mình về mình cắt, mình không có máy cắt nên cái miếng thịt nó không được ngon. Do đó Nga chọn giải pháp là đi Lotte để mà mình mua cái thịt người ta cắt sẵn trong những cái khay như thế này, và mình về mình chỉ chặt ra từng miếng nhỏ và mình sẽ ướp và mình nướng. Đầu tiên thì Nga chuẩn bị cái này là khoảng tầm cỡ 2,5 kg thịt. Đây, cái số lượng đây. Rồi Nga cần một cái kế tiếp là bột ớt, mình có thể mua trong siêu thị. Khoảng tầm Nga chỉ có cần một chút xíu thôi, Nga chỉ cần có 50g thôi. Nhưng mà bột ớt 50g mà bỏ hết thì rất là nhiều, phải ướp số lượng đông nhiều thì mình mới cần hết 50g. Nhưng mà Nga nghĩ cái này cỡ chừng khoảng chừng 20g. Một bịch sữa tươi. Rồi đường thì Nga lát hồi sẽ lấy cỡ một chén đường và một và nước mắm thì là một chén nước mắm. Ớt, sả, tỏi ha. Rồi Nga đã mua xay sẵn hết để mình tiết kiệm thời gian. Tại phương châm của Nga là phải tiết kiệm tất cả thời gian để mình khỏi tốn thời gian cho những cái việc bầm này, mình ra chợ mình mua sẵn. Kế tiếp là mình phải có mè để khi mà sau khi ướp và mình nướng lên thì nó tạo một cái mùi thơm. Đây Nga cho mọi người coi là tổng quan những cái sản phẩm này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành khâu đầu tiên. Đó là mình sẽ khâu chặt thịt này ra thành miếng nhỏ. Bây giờ thì Nga sẽ chặt cái miếng thịt này ra thành một miếng nhỏ. Bây giờ mình sẽ mở ra ha. Rồi anh chị thấy đây, thịt nó vẫn còn frozen, nó còn đông cứng, do đó mình sẽ chặt rất là dễ dàng. Và miếng thịt nó rất là, nó chiều bản nó bự, do đó bây giờ mình sẽ chặt nó ra thành những đoạn nhỏ, nhưng mà không phải nhỏ lắm. Tại vì sao? Vì nếu mà nhỏ quá thì mình để lên khay nướng sẽ bị rớt. Do đó là Nga sẽ chặt thành từng khúc. Và khi cứng thì mình chặt rất là khỏe. Rồi sẽ bỏ vô trong cái son đó rồi mình ướp. Mình sẽ tiến hành chặt thịt như thế. Và cái món thịt nướng này là vào cái trời lạnh hoặc là buổi chiều tối mình đi ăn, và đặc biệt là mình khi mình nướng ở trên sân thượng hay gì thì ăn rất hấp dẫn. Và đi chơi barbecue ở ngoài trời. Thằng bé này nó mỗi lúc trước thì mình cũng có làm cho nó ăn một lần, và khi mà ăn xong rồi sau đó cứ khoảng chừng 2-3 tháng là nó lại kêu mẹ nó là nói mình ướp cho nó ăn nữa, mà rất là dễ thương. Tôi nhớ mỗi mà nướng cho nó ăn cái món này mà khi mà ngồi mà nướng, nó ngồi nó đứng canh cái lò nướng cứ giờ miết giờ mặt ảnh rất là tiếu. Tại vì nó, cái này nó frozen còn rất là cứng. Và cứ chạy Nga sẽ cắt tiếp tục cho đến hết cái số lượng là 2 kg. Và đây là sau khi mà Nga cắt những cái miếng, chặt những cái miếng thịt, tại vì đó nó bị đông cứng thì mình sẽ chặt nó ra từng miếng này, nó dễ dàng và nó nhanh hơn. Và Nga sẽ chặt ra 2 kg, cỡ 2 kg, gần 2,5 kg thịt ra thành nhiều đầy.
ha. Thì bây giờ mình sẽ đến khâu mà tiến hành mình nấu nước mắm với đường, và mình bỏ các nguyên vật liệu vào để trộn trong cái thịt này, và mình cứ trộn như thế. Và bây giờ mình bắt đầu mình đồng. Do ở nhà bây giờ Nga không có cái chảo, không có cái nồi bé, nên bây giờ Nga lấy tạm thời cái chảo nhỏ này, và Nga sẽ lấy một chén đường. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy cả một chén đường. Thông thường là mình làm bằng cái đường phèn thì nó sẽ ngon hơn, nhưng Nga dùng cái đường này cũng giống giống như vậy mà nó cắt nhỏ ra. Thì bây giờ Nga lấy một chén đường ha, Nga đổ đầy, rồi Nga lấy một chén nước mắm. Đây, mình lấy cỡ tầm một chén nước mắm. Mình đổ vô chung đây luôn, và mình đem cái hỗn hợp này lên trên bếp để mà đông, để mà nấu cho nó tan chảy ra, rồi sau đó mình sẽ bỏ vô thịt để mà ướp. Và bây giờ thì Nga bật bếp lên rồi, Nga bật lửa lên và Nga chờ nước mắm nó sôi và đường tan. Và nước mắm, nếu mà mình dùng nước mắm ngon á, thì cái miếng thịt nó sẽ ra ngon lắm và nó thơm. Mình mua nước mắm thì mình mua loại nước mắm ngon để mà ướp thịt, nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Và mình sẽ chờ cho đường nó tan. Bây giờ chảo nó đang sôi từ từ. Mà mình dặn lửa riu riu thôi, tại dặn lớn quá thì nó sẽ bùng và mình không để ý là nó sẽ trào ra khỏi bếp. Nó trào ra khỏi nồi và đổ xuống bếp, mất công mình phải dọn. Thật sự ra cái món thịt nướng là cái món mà làm nhanh nhất, gọn nhất, tại vì mọi nguyên vật liệu mình mua hết tất cả ở ngoài chợ. Chỉ có khâu là khi mình nếm, mình sẽ để nó ở ngoài khoảng chừng 2 tiếng, rồi sau đó mình sẽ cho vô tủ lạnh và mình bỏ trong ngăn frozen, thì mình ăn đến đâu mình sẽ lấy ra mình đưa đến đó. Và Nga luôn luôn là 2 kg mấy này Nga sẽ bỏ vô từng khay, khay khoảng chừng nửa ký. Để như vậy mình sẽ mỗi lần ăn mình chỉ việc lấy một khay ra mình nướng là đủ rồi. Còn tùy theo số lượng, nếu như đông người thì mình sẽ lấy 2 khay, 3 khay. Rồi bây giờ mọi người thấy không, đường nó đã tan. Còn một chút chưa tan. Mình dùng cái đường mà loại mà đường phèn mà loại nhỏ, cắt nhỏ người ta cắt sẵn á, thì nó sẽ nhanh gọn lẹ. Nghe nhớ là hồi kỳ lúc trước khi mà ở Việt Nam thì đa số là cục bự, nhưng mà đợt đó Nga qua bên Mỹ Nga, khi mà Nga mua đường phèn á, đường phèn người ta cắt nhỏ nhỏ giống như là nồi của Nga vậy, do đó nó gọn, nấu rất là nhanh, mình không phải mất thời gian nhiều. Rồi xong, thế là bây giờ đã tan đường rồi ha. Bây giờ Nga sẽ bỏ những cái nguyên vật liệu kia vào để mà mình tiến hành trộn. Và giờ thì mình sẽ bỏ tất cả các gia vị như tỏi, sả, ớt vào trong cái nước mắm này.
Hồi nãy cái bịch xả ớt đó mình mua nó nhiều như thế, nhưng mà mình chỉ lấy phân, cỡ tầm phân nửa thôi. Tại vì hồi sáng này Nga mua khoảng tầm khoảng 5.000 mà người ta bán nhiều quá. Do đó là mình tùy mùa, có mùa thì nó bán có chút xíu, mà người ta bán có chút xíu, còn có mùa ta bán không hiểu sao mà nó nhiều thế. Do đó mình chỉ lấy khoảng lưu lượng phân nửa thôi. Mình bỏ vô. Còn phân nửa thì chắc lát hồi mình sẽ làm một món khác. Và mình sẽ trộn cái hỗn hợp này lên. Đó, mọi người thấy đấy, đây là hỗn hợp mà đường, nước mắm đã tan rồi, mình bỏ luôn cả mè vô luôn. Rồi bây giờ mình bỏ mè vô. Bỏ thêm một miếng nữa. Hồi nãy mè thì mình mua đến 50 gram mè, thì bây giờ mình chỉ bỏ phân nửa thôi, nên nghĩ cỡ tầm khoảng chừng 30 gram mè thôi. Đó. Cái này nghe nghĩ là 40 gram. Đây nghe bỏ 40 gram mè. Rồi bây hỗn hợp rửa nước để mà ướp thịt đã xong, và mình sẽ cho nó vào và mình tiến hành ướp. Đây thịt, bây giờ nó đổ vô trong thịt và mình sẽ rưới lên từ từ. Thịt này mà mình ướp á, do nó phô nó còn đông nên mình ướp cái thịt này hiện bây giờ thì nó chưa có thấm đâu, mình để khoảng chừng 2-3 tiếng sau thì cái đông nó sẽ rã ra, nó kết hợp với nước ướp thì nó sẽ thấm vô, và sau đó mình sẽ bỏ vô tủ lạnh. Thịt còn đông á nên mình khó mà trộn lắm, do đó là mình cứ việc để vậy đi không sao hết cả ha. Rồi xong rồi sau đó khoảng chừng 1 tiếng sau khi mà rã đông rồi á, mình lợi mình trộn. Thì bây giờ Nga làm cái này, Nga để nó cỡ tầm 3 tiếng ở ngoài để cho thịt nó sẽ thấm, tại vì thời gian mà cái miếng thịt này nó tan ra hết á cũng mất ít nhất là nửa tiếng cho đến 1 tiếng. Và Nga cũng nãy Nga chưa có bỏ hết, để Nga rưới cái này cũng sao cho nó dễ. Rồi cái này là hồi nãy tại cái nước chấm, nước mắm nước đường á, mình múc chừa ra khoảng chén để lát hồi mình chế vô cho nó đều. Rồi và mình cũng sẽ bỏ luôn cả cái bịch sữa vào. Tại sao mình bỏ sữa tươi? Vì sữa tươi hôm bữa trước có một cái người thầy, nhà thầy bán cơm tấm và thầy ướp thịt lâu năm, và thầy nói là khi bỏ sữa tươi vào á, nó sẽ làm cho cái miếng thịt ngon hơn và khi nướng nó sẽ thơm hơn. Do đó là mình cũng nghe, và mấy lần mình làm thì mình thấy cũng như thế. Do đó bây giờ mình sẽ bỏ bịch sữa tươi này vào. Mình sẽ bỏ chừng nửa bịch thôi, chứ mình không bỏ nhiều.
bịch sữa tươi khoảng 200ml á, thì mình chỉ bỏ khoảng chừng 100ml thôi, cho nó có cái vị của sữa tươi để nó thấm, rồi cộng thêm lá hồi tan hết, thì mình cứ sau khoảng nửa tiếng á, thì Nga sẽ trộn nó lên. Và bây giờ là mình cứ để vậy và mình đậy nắp lại, và sau đó nửa tiếng Nga sẽ trộn. Các anh chị cứ trộn vậy khoảng chừng 2 lần, 3 lần như thế, rồi sau đó mình sẽ cho nó vô cái hộp chừng nửa ký, và mình sẽ đóng gói nó đàng hoàng, rồi mình bỏ lên ngăn đá. Thì khi mà mình trước khi mà mình ăn á, thì mình sẽ đem ra mình rã đông lại một chút xíu, rồi mình bỏ lên lò nướng. Và tùy theo số lượng người thì mình sẽ nướng nhiều hay nướng ít, thì mình sẽ lấy cái số lượng hộp ra nhiều hay ít để mà mình ăn. Và đặc biệt cái món này mình sẽ ăn với rau sống, rau xà lách, và nếu mà có lá mè thì mình sẽ ăn với lá mè, rất là ngon. Và mình ăn với tương, hoặc là mình có thể làm một cái loại nước chấm mà hôm kỳ Nga đi ăn ở những cái Kim BBQ thì mình thấy nó cũng dùng là dạng nước tương, rồi nó bỏ nào là xà, nào là tỏi, gừng, hành, nó xay nhuyễn ra rồi nó bỏ vô cái nước tương, và trong cái nước tương có thêm một chút xíu đường, và để chấm thì Nga thấy là ăn rất là ngon. Do đó là mình có thể mình bắt chước, hoặc là còn làm biến nữa thì mình sẽ lấy là tương ớt ra, mình gói chung và mình ăn. Rồi đây là cái khâu mà ướp thịt của Nga đã tiến hành như thế, và mọi người có thể là áp dụng theo, và mình sẽ nướng và có những cái miếng thịt trông hấp dẫn. À, nãy giờ Nga quên, Nga còn một cái nữa, đó là bột ớt. Bột ớt thì trong siêu thị Lotte nó có bán, mình vô chỗ mình mua số lượng lẻ, còn cái số lượng nhiều á, thì mình sẽ mua, người ta bán đến gói nửa ký nhưng mà mình mua lẻ thôi. Khoảng chừng để Nga coi, đợt đó Nga mua cái này đó đến 350 một ký, thì Nga mua 100g, nhưng mà Nga nướng được 2-3 lần. Rồi có thêm cái này vô nữa thì màu sắc của cái miếng thịt nó sẽ trông bắt mắt hơn rất nhiều. Ớt này đặc biệt là nó không có cay mà nó chỉ có cái màu thôi. Rồi các anh chị cứ việc làm tiến hành vậy, và mình đã có được cái món thịt nướng. Món ướp thì rất là nhanh, còn nướng thì cũng rất nhanh luôn, ăn thì cũng rất là lẹ. Và đó là Nga chỉ thích là làm cái gì mà nhanh gọn lẹ, đỡ mất thời gian của mình. Và cái này là Nga ăn được nhiều lần, tại vì ở đây Nga ướp đến 2 kg rưỡi. Rồi mọi người có thể xem và tham khảo và làm theo để có những cái món mà thịt nướng cho nhà mình, và ăn thật là ngon, tiết kiệm được nhiều thời gian. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Nếu có gì anh chị có thể góp ý thêm để cho mình có thể biết được cái nhiều cách làm những cái món thịt nướng ngon hơn nữa. Và Nga cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Xin chào tất cả mọi người.